sườn cừu chiên ướp với có chục ngũ vị hương, chứ không phải là năm ngũ vị hương ha. Hành, tỏi đó. Đó, đủ thứ vị hương để vô, thích cái nào để cái đó. Sườn cừu, rồi bột, trộn chung hết. Rồi xong tới muối tiêu nữa nha. Rồi mới chiên lên, ngon lắm đó, ăn với bánh mì hấp.